Kính chào quý độc giả của báo điện tử VnExpress. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số thủ thuật trên iPhone giúp chúng ta có thể kiểm soát và sử dụng máy một cách hiệu quả hơn. Tính năng đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là tính năng chèn nhạc vào trong video trực tiếp bằng cái ứng dụng quay phim của Apple. Trước đây thì mọi người thường sẽ quay trước và chèn nhạc sau, đó là làm chúng ta mất rất là nhiều thời gian để chỉnh sửa video. Tuy nhiên, trên iPhone thì chúng ta có một tính năng rất là hay và tiện dụng là chúng ta có thể chèn nhạc trực tiếp khi chúng ta đang quay. Chúng ta chỉ cần vào bất kỳ một ứng dụng nhạc nào, mở bài hát mà chúng ta yêu thích. Sau đó trở lại ứng dụng camera và bấm nút quay giữ kéo sang phải, thả ra. Nó sẽ tự vừa quay và chèn nhạc cho chúng ta luôn. Khi mà chúng ta quay xong, bấm dừng, trở lại, tắt bài nhạc. Chúng ta vào ứng dụng ảnh và coi cái video chúng ta vừa quay. Nó có sẵn nhạc trong đó luôn, rất là nhanh và tiện lợi cho chúng ta. Tuy nhiên thì tính năng này vẫn có một nhược điểm, đó là khi chúng ta quay thì cái micro của máy vẫn sẽ thu âm bên ngoài vào. Và nếu chúng ta quay ở những cái không gian mà có nhiều tiếng ồn thì tạp âm nó sẽ lẫn vào cái bài hát, làm cho mất đi chất lượng video của chúng ta. Tính năng thứ hai mà mình muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là sử dụng camera của iPhone để trở thành một máy scan, giúp chúng ta có thể scan văn bản và gửi đi dưới dạng file PDF, hoặc là scan các cái đoạn text trên những cái file bản cứng thành cái file mềm để lưu trữ hoặc là sử dụng cho những cái mục đích khác nhau của chúng ta. Đầu tiên chúng ta vào cái ứng dụng ghi chú, tạo một cái file mới. Sau đó sử dụng camera của sản phẩm, chúng ta sẽ có đầu tiên chính là scan document, tức là chúng ta sẽ scan nó thành một cái file PDF. Cái camera của máy rất là nhanh, chúng ta chỉ cần đưa vào, nó sẽ tự nhận diện cái này và chụp cho chúng ta một cái file. Ở đây chúng ta có thể thấy nó scan rất là nhanh và chính xác, và cái hình chụp nó cũng rất là vuông vắn, phù hợp với cái file của chúng ta. Chúng ta cũng không cần phải căng góc chụp như là trước nữa, và cái độ sáng của rõ của hình ảnh nó cũng tốt hơn nhiều. Tiếp đến là cái tính năng mà chuyển từ cái file bản cứng sang file bản mềm. Ở đây thì mình có một cái hướng dẫn sử dụng sản phẩm là nó rất là dài, thì mình sẽ sử dụng cái camera này để lấy cái đoạn test trên đó về rất là nhanh và tiện lợi. Ở đây các bạn có thể thấy ở đây, đây nó dịch được hết về rất là nhanh. Sau khi mình lấy cái đoạn mình cần xong thì mình chỉ cần bấm insert thì nó sẽ ra hết cho chúng ta, và chúng ta không cần phải ghi hay là gõ lại. Đây là một cái tính năng mà mình thấy là nó rất hữu dụng cho những cái bạn nào mà đang cần nhập liệu từ những cái file bản cứng qua file bản mềm. Hy vọng rằng những cái thủ thuật mà mình vừa giới thiệu cho các bạn nó sẽ giúp ích cho các bạn hơn. Và sẽ hẹn gặp lại các bạn trong những cái video về thủ thuật cho điện thoại tiếp theo.